chị đại giàu có này thật là đỉnh. Người khác chỉ nói mỗi câu tôi thích cô liền bước đến trước mặt người đó và rồi. Không chỉ có thế, có kẻ còn biết rõ là đánh không lại bèn lén rút súng ra. Cuối cùng cũng trở thành đệm lót mông cho chị ngồi. Chị đại ghét nhất là loại người không có được thì cướp. Vì vậy, cơ hội cho cậu nhóc này đã tới rồi. Gương mặt anh thường xuyên bị thương. Ở nơi tối tăm ẩm thấp này, anh là kẻ thảm hại trong những kẻ thảm hại. Trên tường có treo ảnh của Lý Tiểu Long. Mỗi lần giúp đỡ người yếu thế, anh đều bị bọn côn đồ đập cho một trận ra bã. Dù yếu ớt nhưng lại kiên cường, đã lọt vào mắt xanh của chị đại. Chị biết được ngày nào anh ta cũng đi đến công viên học cái thái cực quyền từ các ông cụ già đang tập ở đó. Cho nên chị đại ăn vận trang điểm, thể hiện những đường quyền thái cực đẹp mắt, và đã thu hút được ánh nhìn của chàng trai. Và cũng từ ngày đó trở đi, anh chàng ngày nào cũng đến, ngày nào chị cũng ở đó. Anh không hề biết rằng chị có mục đích, mà chỉ chú tâm học lỏm vài chiêu từ chị. Chị à, chị đang luyện võ phải không? Muốn bị đánh hay muốn học nào? Tôi muốn học. Thế cậu biết tôi đang luyện cái gì không? Ngày nào tôi cũng thấy chị tập ở đây. Chắc chắn võ công rất lợi hại, quả nhiên lợi hại. Võ công của chị đại ở tầm cao thủ cả nước ấy chứ lị. Trước khi có một cô gái luyện Muay Thái đi khắp nơi chê bai võ thuật Trung Hoa, chị đại chỉ có một mình đến võ đường của đối thủ để chấn chỉnh tên tuổi của võ thuật Trung Quốc. Không ai biết lai lịch của cô gái đó, cũng chưa có ai từng thấy sức sát thương của võ thuật Trung Quốc. Bởi vì võ Trung Hoa chỉ để giết địch, không phải biểu diễn. Cô gái Muay Thái xông lên trước, mỗi đòn đánh đều nhằm sát thương đối phương. Trong khi điểm mạnh của thái cực quyền là 4 lạng đẩy ngàn cân, đối phương càng hung hăng thì càng khiến mình bị thương. Cô gái Muay Thái nhanh chóng bại trận. Cô đã sớm nghe nói đến tiếp hóa phát trong thái cực, vì vậy cô nhanh chóng thay đổi chiến lược, muốn đánh nhanh thắng nhanh. Nhưng cô ta không thể ngờ chị đại chỉ cần sử dụng 3 phần công lực, còn đánh nữa là tôi không nương tay đâu. Nương tay cái con khỉ. Vẫn chưa đủ đâu. Nếu như tôi dùng quyền mạnh hơn thì có lẽ cô đã dọn vào hòm ở rồi. Mặc dù võ thuật của chị đại rất đỉnh của chóp, nhưng nếu muốn dạy Vương Siêu thì phải bắt đầu từ đầu. Vương Siêu luyện tập không đầu hàng thì cũng ngã liên tục. Cuối cùng, sau một tháng rèn rũa, cơ thể anh có sự tiến bộ vượt bậc. Và điều đầu tiên anh muốn làm chính là dạy cho bọn côn đồ đã đánh anh một bài học. Câu chuyện chàng trai yếu ớt trả thù được mọi người bàn tán rầm rộ. Cũng chính vì điều đó, câu chuyện buôn dưa lê này rất nhanh đã lan truyền đến tai của một tên con nhà giàu. Chỉ cần ta còn ở trong khu này, ta sẽ không cho phép tên đầu trâu mặt ngựa nào xuất hiện. Võ thuật tự vệ có 3 điểm quan trọng. Chỉ cần đối phương đến tóm vai bạn, xoay người, khuỷu tay ra đồn rồi nhắm vào hạ bộ. Sức sát thương của chiêu này cực lớn, được gọi là phiết thân chùy. Nhìn thì có vẻ là xoay người đơn giản, thực ra là đánh lạc hướng vào điểm khác. Khi dùng khuỷu tay thì phải đẩy với một lực thật nhanh và mạnh, khi đòn đánh bị chặn lại, nhanh chóng xuống tay vào hạ bộ. Khi anh sử dụng đòn này, có ý nghĩa như là chơi đùa với khẩu súng vậy. Cậu nhìn xem tôi làm mẫu cho nhé. Cuối cùng chớp lấy thời cơ, cánh tay vung xuống dưới hết sức mình. Khi đó mới là luyện thành thục nha. Từ khi học võ thuật cùng với chị đại, Vương Siêu không còn sợ bị con nhà giàu bắt nạt nữa. Có tiền thì sao, đông người thì có sao đâu. Ta cứ đánh thôi, nghĩ gì nhiều. Vương Siêu bước ra khỏi thành phố. Anh định đến thành phố lớn hơn tìm việc làm. Nào có ngờ đâu lại vô tình dính vào chuyện thị phi. Tên lưu manh tóc đỏ từng bị anh trả thù, lại đang ngồi bên đường xòe bài với đồng bọn. Tên tóc đỏ nhìn thấy anh liền nổi giận, bật dậy. Vương Siêu, tên nhóc con, hôm nay tao sẽ cho mày bầm dập. Anh Lương, chính là nó đó. Mấy người ngồi giữa ban ngày ban mặt đánh bài, quả là ăn gan hùm rồi ha. Chính là mày đã đánh các em của tao đúng không? Khi đó nó đánh lén em, còn nói sẽ không tha cho đại ca. Đại ca này dũng mãnh ghê ha, một mình hất văng bàn ghế. Võ thuật của Vương Siêu thật không lãng phí, không ai có thể là đối thủ của anh. Đại ca lại xông lên lần nữa. Vương Siêu dùng đòn khuỷu tay tấn công phía sau, và sau đó thì Vương Siêu bị bắt vào đồn cảnh sát. Cảnh sát trưởng nhìn quanh đám tội phạm quen mặt và thẳng thắn trả tự do cho Vương Siêu. Sau khi Vương Siêu ra ngoài, rồi đi thẳng đến một khi biệt thự cao cấp hạng sang. Đây là nhà của Đường Tử Trần. Chị Trần ơi, chị cậu ngồi đằng sau đây này. Anh muốn chị dạy anh thêm vài chiêu, vì sau khi đánh nhau lần trước, anh cảm thấy mình còn quá non nớt. Còn chị Trần không hề ngại ngần, mời Vương Siêu ở lại nhà của mình một thời gian. Từ khi dọn vào nhà chị đại ở, ngày nào Vương Siêu cũng được ăn 3 bữa ngon, khiến cho chị đại nở nụ cười rất vui vẻ. Bởi vì hạng mục tiếp theo là luyện bóng, là nền tảng cơ bản của thể lực. Họ đến phòng luyện tập của biệt thự. Có một quả bóng đen kịt ngay chính giữa căn phòng. Vương Siêu định ôm nó lên nhưng không nhấc no, vì thành phần của quả cầu này là sắt thép và bê tông, nặng tới 200 kg. Chỉ khi dùng tiếp hóa phát để làm nó dịch chuyển được. Hả?
Nếu muốn đánh thái cực cho tốt, ngoài nắm bắt lực còn phải luyện thương. Do tinh hoa của thái cực quyền, trong sự kiểm soát của dòng chảy sức mạnh, đánh bằng thương chính là nguyên lý này, lực qua thắt lưng và chân, hội tụ sức mạnh của cơ thể vào một chỗ, chính là như thế. Thái cực quyền không có chiêu nào cố định, ngộ ra nguyên lý trong nó mới là tinh hoa của nó. Nhìn vẻ học hành của Vương Siêu, chị Đại cũng có một dự tính cho bản thân. Chị đưa Vương Siêu đến bên bờ hồ nhỏ và chèo thuyền ra giữa mặt hồ nước. Sau đó chị tự dưng tháo dây giày ra, ngồi bên mạn thuyền và dạy cho Vương Siêu cách đạp nước tĩnh lặng trong thái cực quyền. Vương Siêu lúc này vẫn chưa biết chị Đại phải đi rồi, cuối cùng làm cho cậu mở rộng con mắt, làm cho võ thuật lên đỉnh cao. Chị ơi, hãy nhớ lấy, đừng bao giờ quên tôi, nhất là từng giờ phút này. Chị Đại bỏ đi rồi, cho nên đã chuyển lại hết bí kíp cho chàng trai. Cô không muốn võ thuật Trung Hoa thất truyền. Không những thế, chị còn để lại căn nhà cho chàng trai, mong anh từ nay về sau tự mình sống tiếp. Câu chuyện vẫn chưa kết thúc, mà nó đến từ bộ phim hoạt hình Long Xà Diễn Nghĩa, chuyển thể từ tiểu thuyết ảo ma cùng tên. Vương Siêu làm thế nào đối diện với cuộc sống trước mắt? Tại sao chị Đại lại phải bỏ đi và khi nào cô ấy quay về? Thân thế của cô ấy bí ẩn đến thế nào? Các bạn hãy tìm hiểu mọi chuyện khi xem phim nhé! Các bạn thấy phim này thế nào? Hãy thưởng thức càng sớm càng tốt nhé! Tạm biệt và hẹn gặp lại các bạn!